Bây giờ Paula sẽ đi leo núi ở quận 2 nha. Cái leo núi này là không phải là mình lên núi mình leo, mà là mình leo ở trên tường nha mọi người. Thì ở đây là những thành viên trong nhóm nhạc của Paula hôm nay sẽ có mặt là bạn Sally, bạn Hiền. Bạn Hiền này là bạn Hiền giả nha mọi người. Đến mình thì các bạn đã biết rồi. Bên đây là chị Kimbo nha. Có một cái shop ba lô cực đẹp nha, Decorative Barn gì nha. Đây là chị Secret King, shop Acris. Chị này là chị gì, chị Kang, Kang Bang Bang, shop Rora Sài Gòn nha mọi người. Còn mình là shop Nissan. À thì nói chung á là nai với da với dỏm nè, đúng không? Trời, cái này là shop shop gì ạ? Này không nhớ. Số này không, tại vì á thật sự luôn là mình rất là muốn quan tâm nhưng mà nó lóc mình. Kêu mua đồ bán đồ cho tao. Nó lấy cái shop của nó lóc mình luôn, không bán. Cho không cho. Bây giờ kêu nhớ tên shop tao không có nhớ được nổi. Mình còn đợi một thành viên nữa. Thành viên này á là trưởng nhóm nha. Trưởng nhóm nhạc. Cái thành viên này một chút xíu nữa là mọi người sẽ thấy nó rất là điệu nha. Có thể là có gắn máy giả luôn thì đó, hên xui mình không có biết. Mình chỉ nói trước với mọi người vậy thôi. Thì đợi xíu tại nhà ở Bình Thạnh, qua quận 2 gần hơn nên không có cần chạy qua tụi mình. Ok. Hello, Bola đang ở 188 sạc 1 đường Nguyễn Văn Thổ, phường Thảo Điền, quận 2. Và bây giờ cả đám của Bola sẽ đi vô leo núi. Và đây là những cô gái Sài Gòn đi tới đảng. Paula đã mua vé xong, bây giờ mọi người sẽ đeo đai ở đây để bảo vệ. Ở đây thì Paula mua vé là 250 một người dành cho một ngày luôn. Còn nếu mà mấy bạn mua 200.000 một vé thì nó chỉ có một tiếng thôi. Nếu mà như vậy thì mình sẽ không lời. Thì nay Paula đi đông nên là sẽ mua một ngày luôn. Ok, bây giờ Paula sẽ đi vô đeo đai. Cái gì đi, cái nhẹ. Rồi giờ mình sẽ xỏ hai chân mình vô hai cái vòng nhỏ này nha. Xỏ qua cái vòng lớn luôn rồi cho vô vòng nhỏ. Đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Chị Ti cầm đi. Cầm đi. Xỏ hai chân vô hai cái vòng này. Rồi mình kéo lên cao nha. Rồi ở bên phải của phần hông á là sẽ có một cái khó, là mình sẽ giữ cái khó này và mình kéo cái dây này ra phía sau, mình siết chặt lại luôn. Thẳng quá. Mình kéo ra sau. Chưa kéo tay mình. Kéo ra sau. Kéo theo hướng ra sau. Chặt vô cái eo luôn hả anh? À đúng rồi. Ủa sao chặt được ta cứ. Rồi mình vô tập trung vô hết luôn. Anh hồi hộp gì trời. Cháu tiếp theo là mình đây tôi hết rồi ha. Xuống nè, thả luôn người sau, hai tay thẳng ra, buông hai tay ra luôn, không kéo dây nha, kéo là sẽ có một khoảng rơi hoặc là nhanh bị xoay người. Rồi bây giờ em sẽ xuống thử nha, mọi người đứng xa ra. Có một vài mẹo để leo là dùng mũi chân nha. À.
thì hồi nãy giờ là mọi người đang được chị hướng dẫn viên hướng dẫn cho cách leo núi. Thì bây giờ mỗi người sẽ thực hành ok rồi mới leo được tự do. Ngày xưa bạn thấy leo cây không? Không á. Leo cây dễ hơn này mà. Leo rào đâu. Leo cây. Xuống thử nè. Coi bạn đi lên nè. Coi chừng xỉu nha. Nè. Nhìn nó đuôi nó luôn kìa. Không nãy á, còn có khúc này không xuống. Ủa chẳng hả?
đầu tiên chúng ta sẽ kéo xuống nè, qua đây. Ý là bạn còn phải kéo xuống trước. Khói hả? Con giấu bạn thì nói chung là tinh thần của mình nó rất là fresh nha mọi người. Từ từ mình tập thả cái. Ok.
giờ chị em của chúng tôi sẽ đi ăn phô bì. Phô bì sẽ có giống như là mì ý cua, pizza, đồ này kia. Một chút xíu nữa mọi người sẽ biết được là như thế nào. Thì cái bữa ăn hồi nãy là 525.000 tôi bao nha. Ở đây á, thì tụi em á, sẽ để cái info của mọi người, nên là đừng ai comment là chị này là ai giùm em nha. Em để hết nha. Mà đặc biệt là trong đây ai cũng có bộ trơn trỗi chứ. Thì hồi nãy á, là mình có nói với mọi người á, là đám mình đi thì thiếu một cái thành viên. Thì cái thành viên đó là trưởng nhóm. Thì thành viên đó ở quận Bình Thạnh đó, mọi người. Thì đây, dạ đây, trưởng nhóm của em. Hôm nay trưởng nhóm của em không đội máy ngố nha mọi người. Hôm nay trưởng nhóm của em không mang giày cao nha. Chứ bình thường mà gặp chị em là má cao như cây cao vậy đó. Cây cao ngoài đường mọi người biết không? Cao giống vậy đó. Mỗi lần nói chuyện nó là ngước cái đầu lên mới nói chuyện được. Nay bình thường. Hôm nay giảng gì? Chân chất, chất phát. Ok mọi người. Cái này là người ta đang trong quá trình làm pizza. Cái pizza Phoebe Thảo Điền ở đây đẹp quá luôn á mọi người. Mọi người nhìn nè. Cái cảnh quá đẹp. Thật sự. Chua chua, thanh long, cái nó ngọt lại. Yummy. Thì bây giờ là Paula sẽ đi về. Hôm nay đi cũng khá là nhiều, khá là dài. Hôm nay rất là vui, rất là mệt. Ok, và bây giờ Paula sẽ bye bye mọi người và kết thúc cái video tại đây. Hẹn mọi người vào những cái video sau. Và những cái chủ đề nào mọi người thích thì mọi người hãy nhớ comment bên dưới để Paula sẽ làm nha. Bye bye. Và nhớ là nhấn like và subscribe cho mình. Bye.